Thu đây, sáng nay Thu sẽ lên nhà quán thanh niên để làm công việc. Hôm nay sẽ chia quà ra và đi qua phát quà cho mọi người. Sáng giờ Thu đi ra khỏi nhà thì chưa có đi được bởi vì lý do trước có nguyên một đội đang lấy mẫu, mọi người thấy không? Thu đi xe ra cho cái hẻm nhỏ xíu mà chắc là phải cố gắng ra chứ không thì trễ giờ bên kia. Đội lấy mẫu đã nhường đường cho Thư. Ôi, và Thư đã đi ra được khỏi nhà đường rồi. Và đây Thư lại tiếp tục hành trình lên nhà quán thanh niên. Thư đã tới nơi rồi nha mọi người. Đây, trời ơi, và mọi người tại nhà quán thanh niên. Đó, tất cả các bộ phận đều làm việc hết sức là bỏ đồ nữa. Đây là các đồng đội của tôi đang chia gạo muối đường sữa. Rồi bây giờ là chia rau hả? Bao thì thích quá, nó không có đeo không hết. Sâu. Sâu đâu? Rau sạch. Sâu đâu? Muối đậu như kỳ vậy, sâu sợ. Rồi thôi, ai chạy xe ra rồi thì lấy bịch ni lông bỏ vô đi cho nó nhanh. À, ba bó hai bao hả chị? Đây là hình ảnh các đồng đội tôi đang ngồi chia rau đây nha mọi người. Đó, đồng đội tranh thủ nha mọi người. Cái bịch ni lông màu trắng đâu rồi? Y lại có sâu. Đội mì ơi, ra chuyển rau vô dùm đội mì ơi. Bữa sau đi làm mà mua đồ bộ đội đi nè. Phi hả? Dạ. Cái gì lạ vậy? Ốm chứ không nè. Không có ốm thì thấy mập hơn á. Ốm, trời em đã giảm 40kg rồi mà còn thấy mập nữa hả? Thì nên lạ với tao hình như là... Anh tao lên nào kéo lại. Mà bữa em live chiên cái gì vậy Phi? Em làm điên làm khùng gì vậy? Không, em diễn kịch em like với nhóm đời xong á cái em thấy. Ủa mày biết nó lấy dầu gội đầu của chị ra không? Gọi cho nó không? Chị vô coi á, sao rồi mọi người ơi, chúng ta sẽ lấy dầu đầu gội này của La nó cầm ra nó gọi cho luôn. Nó gọi trên like đổ nước cho luôn, nó sợ nó ghê. Mà nó gọi cho tóc giả nó chứ. Quá mệt rồi. Cái đấy là chắc là ta đi nấu rồi, nó mát mát á anh. Nghĩa là né nè. Lấy chi bỏ. Còn lấy bịch nước nó ướn xịt vậy nè. Cái năm hoài luôn không? Trời ơi. Giống từ ra biển canh vậy. Có lạc không? Thư ơi, tính nó có lạc không? Trời ơi, trời. Thuốc lá. Quên, tưởng trong nhà ăn cơ mà. Có cái lạc không? Nó vô lạc không? Có 4 tuổi vẫn cho người ta, hỏi người ta thích xạo gì. Xạo tỏi, xạo tỏi. Nó uống rượu thì bào vô luôn. Mẹ ơi, cho mày kêu khỏi đêm nữa. Giờ kêu vô này khỏi đêm nữa. Nên cứ vô hết, đông nó luôn. Bà đếm nào? Có em đếm. Trời, bà đếm. Bà cho mẹ 4 phần. Bà đếm đi bà gái. Có một con sâu đang ở trên lưng em đó Tâm. Giờ chị cho cô. Trời mọi người ơi, tôi thật là can đảm. Ghê chưa, lần đầu tiên tôi dám bắt con sâu qua cái bao bịch ni lông. Anh em can đảm không tính. Thoải mái lên, thoải mái lên. Thấy con ba cái con sâu xong rồi nó làm khó được mình. Đánh qua cái gì vậy cho lâu. Tính là sẵn giờ anh đã làm chia được bao nhiêu mà tao muốn rồi. À, dạ cái số lượng em nhiều lắm không? Nếu không sể à? Nếu không sể luôn hả? Tại vì thật ra theo quan sát của chúng tôi đúng không quý vị? Là Hữu Tính đến đây mới vừa bước vào là đi toilet. Sau đó quay lại vừa ngồi xuống chưa kịp làm gì hết. Đi ra dời xe. Sau đó quay lại thì ngồi chắc chia được chắc 4.000 bịch đó quý vị. Rồi sao? Giờ sau khi dời xe là sao? Giờ anh mệt quá muốn về nhà giải lao không? Bị giải lao ăn cơm chưa? Ăn trưa đi mọi người. Mình ăn mới có sức làm. Mình vừa nói vừa làm được không ạ? À? Thao tác mình vừa làm được không ạ? À? Chứ tất cả mọi người đi, tay ai vẫn đang làm ạ? À? Mình có thể vừa nói vừa trả lời phỏng vấn vừa làm được không ạ? À?
Nãy giờ thì Hữu Tính có một cái sáng kiến là sẽ lặt rau này để đưa đến tay người dùng là không có thể ăn ngay. Đưa tới bà con là bà con rửa vô xào ăn thôi chứ khỏi. Dạ vậy thì bây giờ Hữu Tính có thể lặt à? Mọi người thì cứ vô bao bình thường là để bà con có thể phân biệt được gói rau nào là của Hữu Tính chuẩn bị cho. Đúng rồi, lặt đi Tính. Lặt đi ạ. À? Người lặt đi Tính. Như Phi nói nãy lặt 500 bó này giao tới bà con là lúc đó con năm thư tiền 4 đồng. Rồi cảm ơn Hữu Tính, nói chung là mình tập trung làm đi nha. Quỷ sứ. Đây là bó này kia. Đây là bó này kia rồi. Đi xíu nữa là xong rồi. Đây người chị của chúng tôi. Đúng rồi. Em nãy thấy nãy giờ chị không đứng lên luôn á. Chứ nãy giờ em thấy Tính đứng lên 5 lần 7 lượt rồi đó. Tính ơi. Dạ có đường không? Có ai có đường không? Tính tụi canh si rồi. Chưa ạ. Ủa đi làm vậy? Ủa? Ủa? Bị cái này mát quá đó. Sao nghe cái bộ hồi lạc đường đó tới 4-5 giờ chiều mới quay lại đó. Hello mọi người, hiện tại mình đang ở trên xe của diễn viên Hữu Tính. Chúng tôi sẽ đi xuống quận 6 lấy xe. Lấy bánh. lấy xe gì không biết nữa. Lấy bánh. Để giờ nó chuyển xe xe. Lấy 100 cái bánh. Bao nhiêu bánh? 200 bánh phát trong cái khẩu phần 500 phần quà của bà con. Ồ, cái lấy mẫu là cái đáng sợ nhất ha. Bữa anh có đi rồi. Bữa đi ngay cũng cái chỗ đó cũng căng lắm á. Ừ. Tại vì á khi mà anh không biết lấy mẫu thì anh cứ nói là anh không biết lấy mẫu và mọi người sẽ chỉ anh ra làm điều phối. Anh nói lộn, anh đi điều phối chứ không phải anh lấy mẫu. Anh điều phối thôi. Ừ. Mình đâu có kỹ thuật lấy mẫu đâu. Đúng rồi. Tất nhiên là trong cái team tình nguyện viên của tụi mình á vẫn có một số người biết cách lấy. Nhưng mình không biết cách lấy thì mình nói là mình không biết lấy và mình điều phối thôi. Giống như em lúc ngày đầu tiên đi em không biết, em chỉ cầm mẫu thôi. Tức là sau khi mà lấy mẫu xong thì em cầm mẫu, em cầm cái mẫu đem di chuyển tới người khác, người ta ghi tên vô thôi, hiểu không? Ừ. Đây là hành trình hai anh em chúng tôi đi thiện nguyện nha mọi người. Thực sự là chỉ góp phần nhỏ xíu thôi, một con sức nhỏ thôi, không gò xi nhê gì hết, nhưng mà thôi góp gió thành bão ha. Người ít vậy đi. Mọi người một tay. Ừ. Mình phụ được thì mình phụ. Đúng rồi. Những cái lúc này nha. Giống như ai thôi thúc mình, mình phải làm cái gì đó để giúp mọi người. Ví dụ cái tính của Thư rồi trước đi, Thư cũng không phải là cái kiểu tiểu Thư lắm. Nhưng mà Thư là đi sau nhập ngũ về thì mọi người cũng thấy rồi. Nhưng mà bản thân anh Tính là một người trước giờ về cái việc cộng đồng á, anh Tính không phải là ít tham gia. Nhưng mà anh Tính sẽ tham gia với hình thức khác, ví dụ như là đóng góp thôi. Ví dụ như trước, đúng rồi chính xác, như trước đây ví dụ giữa cái mà bỏ sức với bỏ tiền là Thư bỏ tiền. Sẽ chọn bỏ tiền. Đúng. Tại vì mình không quen làm những công việc đó. Có nghĩa là thí dụ người ta làm mệt một đi, mình làm bị mình không quen của mình mệt 5 mệt 10 á. Chứ vậy. Nhưng mà tới bây giờ ai đâu á đốc thúc mình, tự trong cơ thể mình tự mình cảm thấy à mình phải có trách nhiệm với cái xã hội này. Đâu đâu. Với những con người mà mình không quen không biết. Yeah, chính xác. Chính xác là tự nhiên bây giờ mình ngủ dậy xong mình biết cái ở đó có một cái tổ chức họ sẽ đi mà mình cảm thấy mình không đi. Anh cảm thấy áy náy đúng không? Đúng rồi. Thêm cái áy náy nữa. Hôm nay cứ anh thấy Thư ngày nào cũng đăng ký cái mình đi mua hàng bà con. Dạ. Với công việc mình là tình nguyện viên thì tình nguyện mà. Cứ tình nguyện thôi. Cứ tinh thần tình nguyện thôi chứ chẳng ai bắt ai ép gì cả. Mình bên team nghệ sĩ nữa thì mình cũng trực thuộc, cũng phải có lớp. Nói chung là bây giờ thiện nguyện thì cũng phải có có điều phối, có điều phối trên xuống, có nói chung là hết, có tổ chức đàng hoàng, mấy giờ chiều mấy giờ đi đường nào tuyến đường nào. Đúng rồi, tụi Thư phải có tổ chức đàng hoàng chứ không có thể tự phát được. Tự phát bây giờ nó thực sự cũng nguy hiểm mọi người. Bây giờ mọi người biết rồi, ra đường là một điều cực kỳ nguy hiểm. Khi mà mình không có mục đích mà mình không biết ra ngoài đó mà lỡ đó quên thôi, mình chỉ cần sơ sẩy nhẹ một tí xíu thôi là về là dính bệnh liền. Đó, cứ tròn mệt rồi quẹt lên mắt, hiểu không? Quẹt là ai mồ hôi nhiều đó, rồi quẹt. Anh nãy giờ anh nói thiệt chứ anh quẹt cái áo lên gì nè, chắc mấy chục lần rồi. Mà đâu có, chưa chắc là chỉ có cái tay mình là... Đúng rồi. Nó bay trong không khí, nó vướng vô áo, áo cũng... Đúng rồi. Cái lại á, bây giờ bà con hả, bà con bây giờ mình vẫn còn đi chích ngừa mũi 1, mũi 2 vậy, bà con nghe Thư dặn này ha. Mình ra đi chích ngừa, thứ nhất là lúc nào nè, mình cũng á, đeo khẩu trang là đương nhiên, đeo bao tay cao su nha. Cầm thêm một bình xịt cồn như Thư vậy đó. Rồi đặc biệt mỗi người cầm thêm một cái viết. Tức là mình ra ngoài đó,
là khi mà mình điền đơn á, điền đơn để vào ấy thì mình tự điền luôn, mình cầm viết của mình điền luôn, mình tới mình ngồi chỗ nào mình cầm cái chai xịt mình xịt xuống. Có nghĩa là bây giờ mình không có tiếp mượn xúc với ai cả, đừng không có nhu cầu thì đừng nói chuyện gì luôn. Không nói chuyện, không tiếp xúc, không mượn gì của ai cả. Còn ví dụ lỡ mình viết xong rồi mà người ta mượn là cho luôn. Đúng rồi. Nhớ nha, khi mà mình đi ra đường, khi mà ví dụ như đi tới những cái chỗ chích ngừa, bởi vì cũng không ít trường hợp khi mà tới cái chỗ mà chích ngừa về và bị trở thành F0 bị lây. Đó, nên mọi người phải cẩn thận nha. Vô nói này, chị Trinh đến lấy 200 bánh. Dạ, xin chào. Dạ, em bên tình nguyện viên. Em xuống lấy bánh, gặp chị Trinh lấy bánh. Cái khâu lấy ra khó rồi.